Hello guys, welcome you to my new video. And in this one, I'm going to talk about should we learn grammar first or should we learn to speak English first? What do you think? Rồi và ở trong video này thì chúng ta sẽ nói tới đó là một cái câu hỏi mà rất nhiều người học đang quan tâm. Đó là chúng ta nên học về ngữ pháp trước hay là chúng ta học về giao tiếp trước? Theo bạn thì chúng ta nên học gì trước đây? Có rất nhiều người khi mới bắt đầu học ngoại ngữ, hay thậm chí có những người đã học tiếng Anh rất lâu rồi, và họ cũng nghi ngờ về khả năng học tập của bản thân. Và họ thường đặt ra câu hỏi là vậy thì tôi nên học như thế nào đây? Học cái gì trước thì nó sẽ đạt được cái hiệu quả tốt hơn? Tôi nghĩ rằng là có rất nhiều những cách học cũng như rất nhiều con đường để đi đến thành công. Có những người có thể sẽ phù hợp với cái việc là học ngữ pháp trước, có những người thì lại phù hợp với cái việc học về nghe nói trước. Và thực tế, với những người học ngữ pháp trước và họ có được cái kết quả tốt thì họ sẽ nói bạn rằng bạn cần phải học ngữ pháp thật tốt. Như vậy thì bạn mới có cấu trúc, bạn có thể lắp ghép được lại câu và khi bạn nói thì mới có thể sử dụng được. Tuy nhiên có những người thì lại cho rằng tôi đã học ngữ pháp bao nhiêu năm trời, 7 năm, 12 năm mà tôi đâu có nói được cái chữ nào. Nghe thì tôi tịt luôn, vì người ta nói quá nhanh, tôi đâu có hiểu. Như vậy học ngữ pháp có ích gì đâu. Hãy tập trung vào nghe nói đi. Khi bạn tập trung vào nghe nói, bạn hoàn toàn có thể học được tiếng Anh một cách tự nhiên nhất. Và khi đó bạn có thể giao tiếp được. Rất nhiều người họ không đến trường, đến lớp, họ không học về cấu trúc ngữ pháp, nhưng họ vẫn đang giao tiếp rất trôi chảy ở ngoài kia. Bạn có thể nhìn thấy những người đang ở trên miền núi kia, họ đâu có được học về ngữ pháp như chúng ta, nhưng họ vẫn có thể giao tiếp, bán hàng cho khách du lịch rất là dễ dàng. Vậy thì tại sao chúng ta lại phải ngồi ở đây cày bục mặt ra học những cái cấu trúc ngữ pháp khô khan nhàm chán và cuối cùng thì không dùng được tiếng Anh? Biết bao nhiêu người học hết cấp 3, học hết đại học, sau đi làm lại phải học lại tiếng Anh từ đầu. Mà họ học ngữ pháp họ có nhớ đâu, cứ một thời gian thì họ lại quên. Nghe cũng có vẻ hợp lý đúng không các bạn? Đấy. Và đương nhiên rồi, sự lựa chọn là của bạn. Nhưng tôi tin rằng là gì ạ? Nếu như chúng ta học ngoại ngữ một cách tự nhiên thì cái cơ hội thành công của bạn nó trở nên dễ dàng và đơn giản hơn rất nhiều. Tôi đã từng gặp những cái học viên mà cái gì họ cũng giỏi, công việc họ cũng giỏi, tính toán cũng giỏi, ca hát cũng giỏi, chỉ có mỗi cái khoản tiếng Anh là không giỏi. Bởi vì họ đã chọn cái cách thức mà nó quá là gian nan. Họ đã chọn cái cách để làm thế nào để ghi nhớ được, nhồi nhét được thật nhiều từ vựng đơn lẻ, thật nhiều cấu trúc ngữ pháp, nhưng cuối cùng thì họ vẫn không thể nghe nói được. Nhưng thay cái phương pháp một chút thôi, họ bắt đầu điều chỉnh lại, họ bắt đầu enjoy practicing English every day with listening and speaking. Đấy. Họ tận hưởng cái việc mà luyện tập khi họ nghe tiếng Anh này, họ nói tiếng Anh này, họ cảm nhận cái âm thanh này, cảm nhận cái cảm xúc này, và họ sung sướng khi sử dụng tiếng Anh, và họ nói chuyện với những người bạn bè, rồi những cái người nước ngoài, và họ hiểu được nhau. Họ cảm thấy rất là phấn khích và họ càng có nhiều động lực hơn để họ học tập tiếng Anh. Và sau đó thì tiếng Anh họ cũng giỏi. Tôi có rất nhiều người học viên họ đang ở nước ngoài sinh sống, họ nói rằng là tiếng Anh của họ thì cũng bập bẹ thôi, nói cũng không có chuẩn về ngữ pháp đâu. Và đôi khi thì là kiểu tiếng Anh bồi, nhưng người bản xứ họ cũng vẫn hiểu được. Tuy nhiên họ muốn học một cách đó là bài bản, để làm thế nào không những là chuẩn được cái tiếng Anh của mình, và khi diễn đạt nó được thanh thoát cái ý hơn và giúp cho người đối diện nhanh chóng hiểu được mình. Như vậy thì công việc càng trở nên hiệu quả và phát triển được tốt hơn. Vậy thì có thể bạn đã từng học tiếng Anh rất nhiều năm rồi, hoặc cũng có thể bạn đang trên cái con đường tìm hiểu và bắt đầu học thêm cái ngoại ngữ này. Thì nếu như bạn đã học ngữ pháp nhiều năm mà không được, tại sao chúng ta không thay đổi cái phương pháp của mình, thay đổi cái cách để chúng ta tiếp cận với cái ngôn ngữ đó? Và tôi nghĩ rằng nếu như một đứa trẻ khi mới sinh ra nó có thể học được cái ngôn ngữ dễ dàng, thì với bạn, dù bạn đã lớn tuổi bao nhiêu đi chăng nữa, thì việc học tiếng Anh như một đứa trẻ cũng trở nên đơn giản hơn rất là nhiều. Nhưng cái điều chúng ta cần ở đây để chúng ta có thể chắc chắn đảm bảo được cái thành công trong việc học ngoại ngữ, đó là thay vì các bạn luyện tập theo cảm tính, thì việc mà bạn học có kế hoạch,
bạn học có cái quy trình bài bản, và đặc biệt là khi bạn học, bạn cần hướng tới cái chuẩn đó của ngôn ngữ. Bạn nói sai mà bạn không sửa thì sau đó bạn sẽ vẫn tiếp tục bạn sai. Bạn không có cái thói quen luyện nghe, hoặc bạn luyện nghe không đúng cách thì kỹ năng nghe của bạn sẽ chậm phát triển. Bởi vậy, luyện tập tiếng Anh theo kế hoạch, bài bản, đúng đủ đều sẽ giúp cho bạn tiết kiệm cái thời gian hơn rất là nhiều lần. Đồng thời, bạn sẽ nhanh chóng để nói tiếng Anh chuẩn, rõ và diễn đạt một cách lưu loát. Đặc biệt, cái phương pháp quan trọng sẽ giúp cho bạn có thể xây dựng được cái vùng ngôn ngữ và phản xạ tiếng Anh một cách nhanh chóng. Nếu như cần được hướng dẫn chi tiết hơn, bạn có thể nhắn tôi thông qua Zalo để được chia sẻ và hướng dẫn bạn nhé.